Ukraine không thể đánh bại Moscow thông qua các biện pháp thông thường và đang sử dụng các chiến lược ngày càng rủi ro. Ông Gustav Gressel đã tin tưởng. Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Áo đã nói với tờ Der Spiegel rằng cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk qua biên giới Nga là một canh bạc mạo hiểm, có thể phản tác dụng và dẫn đến thất bại lớn cũng như mất đi hoàn toàn sự ủng hộ của phương Tây. Lực lượng Kiev đã phát động một cuộc chiến dịch xuyên biên giới lớn tại khu vực Kursk vào đầu tuần này. Các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới đã diễn ra kể từ ngày 6 tháng 8. Điện Kremlin gọi động thái của Kiev là hành động khiêu khích trên diện rộng và cáo buộc quân đội Ukraine tấn công bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng các nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập sâu hơn vào các khu vực này đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, quân đội Kiev vẫn đang hiện diện tại một số khu định cư biên giới khu vực Kursk, nơi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Gressel hiện là thành viên chính sách cấp cao tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, mô tả hành động của Kiev là một chiến lược mạo hiểm. Việc mở rộng tiền tuyến mang lại lợi ích cho nước Nga trước hết và quan trọng nhất. Theo chuyên gia, các đơn vị của Ukraine trong khu vực này khá mệt mỏi và rất cần quân tiếp viện. Moscow có nhiều vũ khí, đạn dược và nhân sự hơn để có thể triển khai đến một tiền tuyến dài hơn. Lợi thế bất ngờ của Ukraine có thể nhanh chóng biến thành bất lợi. Kịch bản tệ nhất là đối với Kiev sẽ thất bại ở cả vùng Kursk và Donbass. Chuyên gia cảnh báo, theo Gressel, Ukraine hy vọng hoạt động của mình trên đất của Nga sẽ nâng cao tinh thần của binh lính và người dân Ukraine, và ông tin rằng họ sẽ không từ bỏ ngay cả khi đối mặt với ưu thế quân sự của Nga. Sau đó, Nga sẽ đầu tiên là kìm hãm Ukraine và sau đó làm suy yếu họ, vì Kiev sẽ đổ nguồn lực hạn chế của mình vào hoạt động này. Israel đã thực hiện cuộc không kích ác liệt ở Sidon, sâu bên trong miền nam Liban trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng. Israel đã tăng cường các cuộc tấn công ở Liban, tiêu diệt một quan chức Hamas ở thành phố ven biển Sidon, trong bối cảnh nhiều nhà quan sát dự đoán về sự trả đũa của Hezbollah sau vụ tiêu diệt chỉ huy Fuad Suku của họ ở Beirut hồi đầu tháng này. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Israel nhằm vào thành phố ven biển Sidon hôm 9 tháng 8, cách biên giới nam Liban khoảng 50 km, đã tiêu diệt quan chức Hamas Samer al-Hazi, người sống tại trại tị nạn Palestine Ain al-Hiweh gần đó. Theo các phương tiện truyền thông Liban, vụ tấn công cũng làm hai thường dân bị thương. Hamas đã ca ngợi al-Hazi là một người tử vì đạo trong hôm 9 tháng 8. Trong khi đó, quân đội Israel mô tả ông là người chỉ huy chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào Israel từ Liban. Thông tấn xã nhà nước Liban đưa tin rằng nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Sidon trong hôm 9 tháng 8 để phản ứng trước vụ sát hại ông al-Hazi. Israel cũng tiến hành các cuộc tấn công vào các thị trấn và làng mạc biên giới, bao gồm ở Kfar Kalia và Meis en Jaban, Makaba. Các cuộc đột kích của Israel diễn ra khi các quan chức Hezbollah nói rằng nhóm này sẽ đáp trả vụ tiêu diệt ông Suku, người đã thiệt mạng cùng với một số thường dân trong cuộc không kích của Israel ở Beirut vào cuối tháng 7. Iran cũng dự kiến sẽ tiến hành cuộc tấn công trả đũa Israel vì vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Đồng thời, Hezbollah vẫn tiếp tục các cuộc đụng độ gần như hàng ngày với Israel qua biên giới. Hezbollah bắt đầu tấn công các căn cứ quân sự miền Bắc Israel một ngày sau khi bùng nổ xung đột ở dải Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nhóm này gọi đây là mặt trận hỗ trợ, ủng hộ cho các nhóm người Palestine. Các cuộc xung đột phần lớn chỉ giới hạn ở khu vực biên giới, buộc hàng chục nghìn người dân Liban và Israel phải chạy trốn khỏi khu vực. Nhưng vụ tiêu diệt ông Suku ở vùng ngoại ô Dahiyeh của thủ đô Liban đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang giữa hai bên. Hezbollah khẳng định họ không muốn lao vào một cuộc xung đột tổng lực nhưng sẵn sàng cho một cuộc xung đột nếu nổ ra. Tuần trước, người đứng đầu Hezbollah Hassan Nasrallah đã cho biết rằng Israel đã vượt qua làn danh đỏ khi tấn công thủ đô Beirut, nhấn mạnh rằng việc trả thù vụ sát hại ông Suku là không thể tránh khỏi. Vụ tiêu diệt ông Suku là vụ tấn công thứ hai mà Israel thực hiện ở thủ đô Liban và các vùng ngoại ô trong năm nay. Vào tháng 1, một cuộc không kích của Israel vào khu vực Dahiyeh đã tiêu diệt ông Saleh al-Arouri, một quan chức của Hamas. Vụ tiêu diệt ông al-Hazi trong hôm thứ Sáu vừa qua cũng có thể làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Hezbollah và Israel. Quân đội Ukraine đã tiến hành phục kích một đoàn xe của Nga ở tỉnh Kursk vào ban đêm, cách biên giới giữa hai nước khoảng 40 km. Theo báo Guardian, một video do các blogger quân sự Nga đã chia sẻ ngày 10 tháng 8 cho thấy một đoàn xe quân sự của Nga đã bị tấn công và phá hủy vào đêm 9 tháng 8 trên đường cao tốc Đông Tây E-38 ở Kotiaz-Proskoye thuộc tỉnh biên giới Kursk. Đây là địa điểm nằm sâu hơn nhiều bên trong lãnh thổ Nga so với bất kỳ địa điểm giao tranh nào được xác nhận trước đó,
kể từ khi lực lượng Kiev bắt đầu đột kích xuyên biên giới hôm 6 tháng 8. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang chuyển quân dự bị cùng khí tài, bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, các khẩu pháo và xe tăng đến vùng biên giới Kurd. Quyền thống đốc vùng Kurd Alexei Smirnov cho hay, Moscow đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang vào sáng ngày 9 tháng 8. Cho đến nay, 3.000 thường dân Nga đã được sơ tán ra khỏi khu vực giao tranh. Cũng theo TASS, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga đã bắt đầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại những vùng biên giới Kurd, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các vụ tập kích của quân đội Ukraine. Cơ quan này nhấn mạnh, chính phủ đang hành động để bảo vệ tính mạng của người dân, duy trì luật pháp và trật tự cũng như tăng cường an ninh, bảo vệ địa điểm trước nguy cơ bị tấn công khủng bố. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga đã áp dụng các biện pháp chống khủng bố tại khu vực vùng Kursk, Bryansk, Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Cơ quan này nhấn mạnh, chính phủ đang hành động để đảm bảo an toàn cho người dân, duy trì trật tự, đồng thời tăng cường bảo vệ các địa điểm trước các vụ tấn công. Là một phần của các hoạt động chống khủng bố, chính phủ có thể sơ tán người dân đến khu vực an toàn, kiểm soát liên lạc qua điện thoại, hạn chế liên lạc, trưng dụng xe cộ và đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm. Lực lượng Ukraine bị cáo buộc phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào thị trấn Sudzha thuộc vùng Kurd của Nga sáng sớm 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát với Ukraine. Quân đội Nga cho biết, bước tiến của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại, nhưng các binh sĩ Ukraine vẫn đang ở lại một số khu vực trong vùng Kurd. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã triển khai thêm binh sĩ và khí tài tới vùng biên giới Kurd để ngăn chặn các lực lượng Ukraine đột kích lãnh thổ nước này. Cơ quan này đã công bố các đoạn phim quay cảnh nhiều phương tiện quân sự đang di chuyển thành hàng dài ở Kurd. Nhà chức trách tiết lộ các khí tài tăng viện bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad, các khẩu pháo kéo, xe tăng, xe bánh xích hạng nặng cũng như các xe quân sự chuyên dụng Uran và Kam-AZ. Theo đài RT, lực lượng tiếp viện của Nga sẽ sử dụng vũ khí và trang thiết bị bổ sung để chống lại quân đội Ukraine đang tấn công quận Sudzhansky thuộc vùng Kurd, nơi được tin là mục tiêu chính của Kiev. Moscow cho biết, Ukraine đã phát động một cuộc đột kích xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Nga sáng ngày 6 tháng 8, huy động tới 1.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và xe bọc thép chở quân do phương Tây cung cấp. Giới lãnh đạo Ukraine cho biết, mục tiêu chính của hoạt động này là gây ra nỗi sợ hãi với người dân Nga, nhằm khiến cho họ chống lại chính phủ của mình và giúp Kiev có vị thế tốt hơn trong đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc xâm nhập trên là hành động khiêu khích diện rộng, đồng thời cáo buộc lực lượng Kiev tấn công bừa bãi vào dân thường, các tòa nhà dân sự và xe cứu thương. Chính quyền địa phương thống kê cho đến nay đã có ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 21 người, bao gồm 6 trẻ em bị thương trong sự cố. Quân đội Nga cũng đã tuyên bố đang tiếp tục đẩy lùi binh lính Ukraine và gây tổn thất nặng nề cho đối phương bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh. Tính đến ngày 9 tháng 8, Kiev được cho là đã mất tới 945 binh sĩ cùng 102 xe thiết giáp, trong đó có 12 xe tăng và 17 xe thiết giáp chở quân. Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước các thông tin do Nga công bố. Có dấu hiệu cho thấy Nga đã bị bất ngờ về cuộc đột kích mới đây của Ukraine vào tỉnh Kurd của Nga. Hiện tại, Nga đang dồn lực để ngăn chặn các mũi xung kích của quân đội Ukraine và cấp cứu cho người bị thương. Xung đột được cho là vẫn đang diễn ra khốc liệt. Các lực lượng Ukraine đang tiến sâu hơn vào tỉnh Kurd của Nga. Cuộc tấn công gây bất ngờ cho cả giới chức Mỹ. Nhiều quan chức Mỹ và Ukraine đã nói như vậy với CNN. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã nói với các phóng viên rằng họ không được thông báo trước về thời điểm cuộc tấn công. Bà Jean cho biết, Nhà Trắng sẽ liên hệ với giới chức Ukraine để biết mục tiêu của họ là gì. Bà cũng đã xác nhận rằng Mỹ tiếp tục đảm bảo Ukraine có những thứ mà họ cần trong cuộc đối đầu với Nga. Giới chức Mỹ cho rằng ý đồ của quân đội Ukraine ở đây có nhiều khía cạnh, bao gồm cả việc gây rối và làm mất tinh thần cho lực lượng Nga, cũng như phân tán quân đội Nga ra khỏi những nơi khác của mặt trận miền Đông. Các cư dân vùng Sudzhansky đã ghi video lời thỉnh nguyện gửi lên Tổng thống Nga Putin vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, yêu cầu ông hỗ trợ cho họ trong lúc nước sôi lửa bỏng hiện nay. Các blogger quân sự của Nga cũng thông tin rằng tình hình ở đây rất khó khăn với hệ thống liên lạc bị nghẽn. Bản thân một blogger quân sự như thế đã bị trọng thương khi xe ô tô của anh ta trúng đạn. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVKF trụ sở ở Mỹ hôm 8 tháng 8 đã đánh giá rằng các lực lượng Ukraine đã tiến xa tới 10 km vào tỉnh Kurd hôm 7 tháng 8. Lực lượng Ukraine được cho là đã chiếm giữ ít nhất 11 khu định cư và một cơ sở khí đốt hỗ trợ cho việc vận chuyển khí đốt từ Nga vào châu Âu.
giao tranh ác liệt đang diễn ra tại các vị trí cách thị trấn Lvov có 14 km. Thị trấn Lvov nằm trên một trục đường quan trọng. Ngành đường sắt của Nga thông báo các ga xe lửa tại ba khu vực Kursk đã bị đóng cửa giữa lúc chiến sự. Một số nhà phân tích của Nga đã đưa ra một giả thuyết, có thể Ukraine đang nỗ lực chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm cách biên giới hai nước khoảng 80 km, nhưng các nhà phân tích khác lại cho rằng Ukraine không đủ nguồn lực để theo đuổi mục tiêu này. Lực lượng Ukraine tham gia cuộc tấn công lần này bao gồm các đơn vị chính quy và đặc nhiệm, khác với các cuộc đột kích nhỏ lẻ trước đây của Ukraine vào đất Nga, chỉ bao gồm các đơn vị hoạt động ngầm và các phần tử Nga chống chính phủ.